Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dan Cinema và hãy cùng mình điểm qua những tin chính ngày hôm nay nhé. Hậu ly hôn, lần đầu Song Hye-kyo nhận vai diễn mới. Ám sát tiểu thuyết gia, nhưng mịch vừa lạnh lùng cao ngạo, tung cước đá kẻ thù muốn sang chấn tâm lý. Gái già lắm chiều năm vừa nhá hàng, khán giả ngờ ngờ bóng dáng của Mỹ Châu trong ca tiên Nguyễn. Bộ phim Boy Love, Sherry Magic, 30 Years of Virginity Can Make You a Wizard, có gì mà dân mạng mê đến vậy? Người Mỹ sẽ remake Vệ sĩ Sài Gòn 2016, bộ phim hài hành động của điện ảnh Việt Nam có sự tham gia của Thái Hòa và Kim Lý. A Quiet Place sẽ có ngoại truyện dự kiến ra mắt vào năm 2022. Wentworth Miller tuyên bố sẽ không đóng tiếp Vượt Ngục. Truyền thông xứ Hàn vừa đưa tin Song Hye-kyo sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim mang tên Now We Are Breaking Up. Sau khi thông tin được công bố thì công ty quản lý của nữ diễn viên cũng đã chính thức xác nhận. Đây là một trong những tác phẩm mà Song Hye-kyo đã nhận được lời mời tham gia, phía công ty tiết lộ. Now We Are Breaking Up là bộ phim nói về chuyện chia tay của một cặp đôi. Song Hye-kyo được mời đóng vai Hae Young-un, người đứng đầu đội ngũ thiết kế của một công ty thời trang. Nhân vật của cô là một phụ nữ ở tuổi 38, xinh đẹp, trẻ trung và thông minh. Nếu Song Hye-kyo tham gia phim này, đó sẽ là dự án đầu tiên của tham gia sau ly hôn và cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên của cô sau 2 năm kể từ Encounter đóng cùng đàn em Park Bo Gum. Ở tuổi 38, Song Hye-kyo sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước khán giả và truyền thông. Sau khi ly hôn thì nữ diễn viên tuyên bố tạm ngừng đóng phim đến hết năm 2020 để nghỉ ngơi và học thêm về nghệ thuật. Mình tình xứ Hàn chỉ xuất hiện trong các sự kiện của nhãn hàng do cô quảng cáo. Bộ phim điện ảnh Ám sát tiểu thuyết gia đã tung trailer chính thức. Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên chất lượng miễn chê như Lôi Giai Âm, Đổng Tử Kiền, Đồng Lệ Á và trong đó nổi bật nhất là màn lột xác thành đại nữ của Dương Mịch. Chỉ xuất hiện thoáng qua trong trailer nhưng Dương Mịch đã gây ấn tượng nhờ màn xoay người, đá chân và nhào lộn rất chuyên nghiệp khi cận chiến của một người đàn ông. Cư dân mạng khen ngợi động tác dứt khoát, biểu cảm tốt của nữ diễn viên khi thực hiện cú lộn ngược. Bên cạnh đó thì cách độc thoại của cô cũng tiến bộ hơn so với các bộ phim trước. Nhưng mình đã phải tập luyện rất vất vả cho vai diễn hành động lần này. Màn lột xác lần này của Bạch Thiện đã khiến dân mạng trầm trồ. Không phải fan nhưng mà tôi thấy mặt Dương Mịch hợp với vai chị Đại và mấy bà nội thiên hạ lắm. Như Bạch Thiện chẳng hạn, vai này có thể tìm được diễn viên đẹp hơn để đóng, nhưng khí chất thì Dương Mịch đỉnh. Dương Mịch mà đóng kiểu vai ngầu như này thì khỏi chê, xem đã mắt giả mang. Mong chờ Dương Mịch, nhìn thấy chân chưa chạm đầu anh kia đã ngã ra, nhưng thôi, thế là tốt lắm rồi. Ám sát tiểu thuyết gia dự kiến sẽ ra rạp vào ngày mùng 1 Tết Tân Sửu 2021, tức là ngày 12 tháng 2 năm 2021. Tuy vẫn còn giấu kín nội dung để tăng thêm sự tò mò cho khán giả, nhưng bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito đã nhá hàng một loạt những trích đoạn nhỏ trong Gái già lắm chiều năm với nhân vật chính là Lý Lệ Hà do nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh thủ vai và em út Lý Linh do Cathy Nguyễn thủ vai. Ở clip lần này, chị cả của Lý Gia lại tiếp tục dùng vốn liếng văn chương, truyền thuyết xưa để cà khịa em út. Cụ thể là sau một màn uống rượu vui vẻ, khi hai chị em đều đã ngà ngà men say, Lý Lệ Hà bỗng khiến Lý Linh phải sững sờ khi nhắc về chuyện Mỹ Châu lén lấy nọ thần, trao cho chồng Thủy hại nước mất nhà tan. Dường như điều này đã đánh trúng tim đen của Lý Linh, khiến Lý Lệ Hà mỉm cười đắc thắng rồi lại giả vờ như mình không có ẩn ý gì. Mặc dù chẳng hé lộ thêm cốt truyện chi tiết, tuy nhiên trích đoạn ngắn lại cho thấy những cuộc đấu tranh ngấm ngầm giữa chị em Lý Gia. Ngoài mặt thì có vẻ thân tình, nhưng sau lưng lại luôn muốn đâm chọt đối phương. Đặc biệt là câu chuyện Mỹ Châu, chồng Thủy phải chăng như một ẩn ý, rằng phim sẽ thuộc thể loại giả tưởng, tái hiện truyền thuyết này ở một không gian mới qua lăng kính điện ảnh. Theo những gì nhá hàng trước đây từ ekip, Lý Gia đã bị mất món gia bảo trị giá 30 triệu đô, và có lẽ Lý Lệ Hà đang muốn thử lòng em gái, rằng liệu có phải Lý Linh đã nối giáo cho giặc, giúp người yêu lấy cắp linh thú Phượng Hoàng khỏi rương báu. Gái già lắm chiêu năm thuộc dòng phim gia đấu dự kiến sẽ ra mắt vào dịp Tết Tân Sửu 2021. Sherry Magic, 30 Years of Virginity Can Make You a Wizard. Tên tạm dịch, 30 tuổi mà vẫn còn zin thì sẽ thành phù thủy đấy. Là tựa phim đam mỹ Nhật Bản gây sốt thời điểm hiện tại với nội dung khá đơn giản nhưng lại rất đáng yêu. Phim xoay quanh một nhân viên văn phòng nhàm chán, rụt rè và luôn muốn thu mình với cả thế giới. 30 tuổi mà anh chưa một lần biết yêu, khiến anh chàng trở thành phù thủy, có thể đọc được suy nghĩ của những người. 30 tuổi mà chưa một lần yêu, khiến anh chàng trở thành phù thủy, có thể đọc được suy nghĩ của người khác chỉ qua một cú chạm. Điều này đã khiến cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn, nhất là khi phát hiện ra đồng nghiệp ưu tú nhất công ty đang crush mình. Ngay từ khi ra mắt ở những tập đầu tiên trên các web phim trực tuyến, phim đã nhận về vô số phản hồi tích cực. Khán giả Việt, đặc biệt là các phụ nữ cũng không ngừng bấn loạn về nội dung cũng như sự tương tác đáng yêu, tinh tế giữa hai nhân vật chính. Sherry Magic, 30 Years of Virginity Can Make You a Wizard hiện đang phát sóng trên kênh Tokyo TV vào thứ Năm hàng tuần. Theo trang Deadline, hãng Universal sẽ sản xuất phiên bản mới của Vệ sĩ Sài Gòn. Hai ngôi sao đầu tiên tham dự vào dự án làm lại là Chris Pratt và Ngô Kinh. Trong đó, Pratt là ngôi sao của loạt phim khủng long Jurassic World và anh mới hoàn thành Jurassic World Dominion cho chính hãng Universal. Kịch bản dự án làm lại do Alex Gregory và Peter Huyck chấp bút.
Brad đồng thời giữ vai trò nhà sản xuất thông qua công ty Indivisible Production. Hai tác giả của Avengers Endgame, Joe và Anthony Russo cùng nắm vai trò tương tự. Trong quá khứ, Brad từng cộng tác với hai nhà làm phim khi nhân vật siêu anh hùng Star-Lord lần lượt xuất hiện ở Avengers Infinity War và Avengers Endgame. Bên cạnh đó thì anh em nhà Russo cũng từng làm tư vấn cho bộ phim Chiến Lang 2, bộ phim hành động Hoang ngữ đạt doanh thu 877 triệu USD của Ngô Kinh. Trong phim, Kim Lý và Thái Hòa vào vai hai chàng vệ sĩ, một phong độ, một khờ khạo, phải tìm kiếm tung tích của chàng trai thừa kế tập đoàn sữa giàu có bị bắt cóc ngay trước mắt họ. Xuất hiện trong bộ phim năm 2016 còn có Chi Bu, Bê Trần, Diệp Lâm Anh. Số đông từng nhận xét rằng Vệ sĩ Sài Gòn chưa phải là một tác phẩm thành công, với nhiều tình huống hài hước có phần không phù hợp với văn hóa Việt Nam khi mà bộ phim do một đạo diễn người Nhật Bản thực hiện. Doanh thu của tác phẩm trong quá trình chiếu rạp là 39 tỷ đồng. Lần đầu ra mắt vào năm 2018, A Quiet Place nhanh chóng trở thành một bom tấn tại phòng vé và nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình, thu về nhiều giải thưởng cùng với doanh thu 340,9 triệu USD. Không chờ đợi lâu, hãng phim tiếp tục mời John Krasinski đạo diễn phần tiếp theo. Ban đầu dự kiến sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2020, A Quiet Place phần 2 đã bị dời lịch ra mắt vào tháng 4 năm 2021 bởi đại dịch Covid-19. Bất chấp thời gian ra mắt bị trì hoãn, nhóm sáng tạo của loạt phim này cũng đã chuẩn bị một kế hoạch hoành tráng tiếp theo. Mặc dù A Quiet Place 3 vẫn chưa được bật đèn xanh, John Krasinski đã có những ý tưởng mới trong đầu. Và để phát triển thương hiệu thì anh cũng đã chuẩn bị ngoại truyện cho nó. Cụ thể là theo Deadline, Jeff Nichols sẽ được mời viết và đạo diễn cho bộ phim mới nằm trong vũ trụ của A Quiet Place. Bộ phim sẽ được phát hành vào một thời điểm nào đó trong năm 2022 và hiện tại thì ngày cụ thể vẫn chưa được xác định. Các tình tiết của cốt truyện vẫn chưa được chốt nhưng nhà sản xuất đã tiết lộ bộ phim này sẽ dựa trên một ý tưởng ban đầu từ John Krasinski. Thông tin Prison Break được làm tiếp mùa 6 râm ran trong vài năm qua, dù hãng Fox đã lên tiếng phủ nhận kế hoạch. Tuy nhiên, nếu có ngày dự án trở thành hiện thực, khán giả sẽ không được gặp lại Wentworth Miller, tài tử đồng tính đảm nhận vai Michael Scofield. Trên trang cá nhân, nam diễn viên 48 tuổi khẳng định rằng anh không có ý định kéo dài vai diễn. "Tôi đang nghĩ Prison Break, tôi không muốn đóng vai gì tính nữa. Câu chuyện về họ đã được kể nhiều trên màn ảnh rồi," Miller viết. Do đó, sẽ không còn Michael nữa. Nếu bạn là người hâm mộ của Prison Break, hy vọng vào mùa phim tiếp theo, tôi biết là câu chuyện này gây thất vọng. Tôi rất tiếc, bạn đã yêu mến một nhân vật dị tính hư cấu được thể hiện bởi một người đồng tính, tài tử tiếp tục. Năm 2013, Wentworth Miller công khai mình là người đồng tính và bày tỏ mong muốn được thể hiện điều đó trên màn ảnh. Những thông tin tiếp theo sẽ được Thanh Vy chia sẻ cho các bạn. Đừng rời mắt khỏi màn hình nhé! Để có một vai diễn thành công và chân thực nhất, các diễn viên không ngại lăn xả hay học hỏi thêm nhiều kiến thức khác. Đôi khi, để có được thước phim ấn tượng, họ còn không ngần ngại học những kỹ năng lạ như học giao tiếp với khỉ, học cách nín thở, học cách dùng roi, v.v. Và đến với phần bí mật điện ảnh ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay những kỹ năng lạ các sao phải học hỏi khi đóng phim nhé. Sigourney Weaver học cách giao tiếp với khỉ đột cho Gorillas in the Mist vào năm 1988. Gorillas in the Mist là một bộ phim tiểu sử về Diane Fossey, một nhà sinh vật học về loại khỉ núi. Với Sigourney Weaver đóng chính, đoàn phim đã cố gắng khắc họa nhân vật chân thật bằng cách sử dụng những con khỉ đột thật. Theo đó, ngôi sao của loạt phim Alien buộc phải học cách giao tiếp với chúng và làm quen trong nhiều tháng trời. Minh Tinh đã biết được nhiều cử chỉ cơ thể cũng như vài tiếng kêu của loài vượn. Nỗ lực này đã giúp chị sau đó nhận về một đề cử giải Oscar. Daniel Day-Lewis học cách sống như người Mỹ bản địa cho The Last of the Mohicans vào năm 1992. Daniel Day-Lewis nổi tiếng với việc dùng phương pháp diễn xuất nhập tâm ở Hollywood. Ông từng học quyền Anh cho The Boxer vào năm 1997. Hay nói tiếng Séc, trong The Unbearable Lightness of Being vào năm 1988. Và với The Last of the Mohicans, tài tử đã dành một tháng để sống trong rừng như người Mỹ bản địa. Daniel Day-Lewis học được một số kỹ năng như là làm thuyền, săn và lột da thú, chiến đấu bằng rìu và cả súng hỏa mai. Michelle Pfeiffer học cách dùng roi cho Batman Return vào năm 1992. Vai Catwoman là một trong những điểm nhấn ấn tượng trong sự nghiệp của Michelle Pfeiffer. Minh Tinh đã nhập tâm đến mức luyện tập việc dùng roi một cách thuần thục. Theo lời chuyên gia vũ khí và biên đạo đóng thế Anthony DeLongis, Miu nữ đã tự tin thực hiện một cảnh quay và thậm chí còn thêm một vài động tác ngẫu hứng. Sự nhường nhuyễn của Pfeiffer thể hiện qua cảnh bà quăng roi và kéo cổ Christopher Walken lại gần mình mà không cần kỹ xảo hay cắt ghép. Jim Carrey học cách chịu đựng tra tấn cho How the Green Stone Treatment vào năm 2000. Trái với nội dung hài hước, How the Green Stone Treatment thực tế là một cực hình với nam chính Jim Carrey. Để hóa thân thành gã Green xấu tính, danh hài phải dán chặt vào ghế trang điểm nhiều giờ liền mỗi ngày. Trải nghiệm này khó chịu đến mức Carrey suýt nữa phải bỏ vai. Đạo diễn Ryan Gosling đành phải thuê một chuyên gia CIA đến dạy cho tài tử cách chịu đựng quá trình tra tấn nhằm phục vụ cho vai diễn. Joseph Gordon-Levitt học cách đi bộ trên dây cho The Work vào năm 2015.
The Walk kể câu chuyện về sự kiện đi bộ trên sợi dây bắc ngang tòa tháp World Trade Center của nghệ sĩ người Pháp Philippe Petit vào năm 1974. Dù không phải treo mình trên độ cao 400m, thì Joseph Gordon-Levitt thực tế vẫn phải học cách giữ thăng bằng trên dây trong suốt lúc ghi hình. Trong quá trình chuẩn bị, anh được chính Philippe Petit huấn luyện trong 8 ngày. Ngoài ra, chàng Don John phải học thêm nhiều chiêu dò xiết và tung hứng. Tom Cruise học cách nín thở 6 phút cho Mission Impossible Rogue Nation vào năm 2015. Tom Cruise nổi tiếng là ngôi sao liều lĩnh ở Hollywood khi thường xuyên thực hiện các cảnh hành động nguy hiểm. Trong loạt Mission Impossible, tài tử tiếp tục có một phân đoạn khó nhằn dưới nước. Cruise đã mất 2 tháng luyện tập với huấn luyện viên lặn chuyên nghiệp. Dù nhiều lần bất tỉnh, anh cuối cùng cũng đã hoàn thành cảnh quay bằng cách nín thở suốt 6 phút. John Krasinski học cách di chuyển qua tòa nhà đang bốc cháy cho 30 Hours, The Secret Soldier of Benghazi vào năm 2016. Từ một diễn viên hài, John Krasinski đã có một màn lột xác ngoạn mục khi hóa thân thành một quân nhân chuyên nghiệp trong tác phẩm của Michael Bay. Quá trình chuẩn bị cho vai diễn của anh vô cùng gian khổ. Ngoài việc tập luyện thể hình với cường độ cao, ông xã của Emily Blunt còn phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt với lính đặc nhiệm SEAL. Krasinski được đào tạo cách sử dụng nhiều loại súng và di chuyển từ các địa hình khó khăn, đơn cử như nhảy quanh một tòa nhà đang bốc cháy. Bruce Wilson học cách thiến cù cho Dark River vào năm 2017. Sau khi chuẩn bị vào vai nông nhân trong Dark River, thì Bruce Wilson thực sự đã đến làm việc tại một trang trại để tích lũy kinh nghiệm của mình. Trong suốt khoảng thời gian hơn một tháng tại Yorkshire Anh, cô đã được dạy một loạt các kỹ năng như sáng lông, cắt móng guốc và cả thiến cù. John David Washington học cách hành động ngược cho Tenet vào năm 2020. Tenet là một bộ phim độc đáo của Christopher Nolan khi khai thác khái niệm nghịch đảo về thời gian và vật chất. Vị đạo diễn người Anh cũng từ chối sử dụng nhiều kỹ xảo để tác phẩm chân thực nhất có thể. Trong một bài phỏng vấn thì John David Washington đã tiết lộ anh đã phải học cách chớp mắt, đi bộ, chạy, chiến đấu hay thậm chí là nói ngược, và do đó một số phân cảnh hành động nghịch đảo trong phim được dàn diễn viên thực hiện mà không hề có sự can thiệp của kỹ xảo. Và để lột tả nhân vật của mình một cách mượt mà nhất, ngoài việc học thêm những điều kỳ lạ kể trên, các diễn viên còn phải áp dụng những phương pháp độc đáo và khác người. Robert Downey sử dụng tai nghe không dây. Khi quay Sherlock Holmes vào năm 2009 thì Robert Downey buộc phải sử dụng tai nghe để được nhắc thoại trong mỗi cảnh quay khi kịch bản của Guy Ritchie thường xuyên thay đổi theo từng ngày. Việc này đã giúp ngôi sao tiết kiệm được khoảng thời gian học thuộc lời thoại mới. Sau đó, tài tử đã tiếp tục dùng phương pháp trong mọi bấm tấn mà anh góp mặt, bao gồm cả Avenger. Benedict Cumberbatch thường xuyên ngồi thiền. Sự nghiệp của Benedict Cumberbatch gắn liền với những vai diễn lạnh lùng, có siêu trí tuệ như thám tử Sherlock Holmes, siêu anh hùng Dr. Strange hay nhà khoa học Thomas Edison. Tài tử người Anh này cũng tiết lộ anh rất hay ngồi thiền để có thể tạo ra được vẻ ngoài bình tĩnh, nhập tâm cho các nhân vật của mình. Jared Leto sống theo phong cách nhân vật, và để thể hiện vai Joker trong Suicide Squad vào năm 2016, Jared Leto đã sống theo phong cách của gã hề xiếc. Anh dành thời gian cùng những người mắc bệnh tâm thần, gửi nhiều món quà rùng rợn cho bạn diễn và thậm chí là nhiều lần hù dọa đoàn phim trên trường quay. Và thật đáng tiếc khi màn trình diễn của giọng ca nhóm 30 Seasons to Mars đã bị cắt xén rất nhiều ở bản chiếu rạp. Tom Cruise mặc quần lọt khe theo các thiết kế riêng trong các cảnh hành động. Tom Cruise nổi tiếng với việc tự mình thực hiện các cảnh hành động mạo hiểm, dù là nhảy khỏi máy bay hay leo lên các tòa nhà cao tầng. Và ngôi sao Mission Impossible đã có một mẹo nhỏ là sử dụng quần lọt khe được thiết kế riêng để cảm thấy thoải mái và linh hoạt nhất có thể. Anh có khoảng 50 chiếc quần loại này để phục vụ cho các dự án hành động. Hugh Jackman nhịn nước 36 tiếng trước mọi cảnh bán khỏa thân. Nhân vật Wolverine của Jackman có khá nhiều cảnh hành động khi đang cởi trần trong loạt bom tấn X-Men. Để gây ấn tượng, tài tử người Australia thường nhịn uống nước khoảng 36 tiếng trước khi ghi hình để các mạch máu nổi lên rõ nét hơn. Tuy nhiên, quá trình trên luôn được giám sát một cách nghiêm ngặt bởi các chuyên gia để tránh ra ảnh hưởng đến sức khỏe tài tử. George Clooney rung đầu trong các phân đoạn kịch tính. Là một ngôi sao hạng A, George Clooney có phương pháp riêng để thu hút sự chú ý của khán giả. Ông có xu hướng rung lắc đầu nhẹ để tăng sự căng thẳng trong các cảnh quay kịch tính quan trọng. Hành động tưởng chừng nhỏ nhặt khiến ai cũng nhận ra, nhưng thực tế lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Anna Faris sử dụng que nước mắt để khóc. Những phân đoạn khóc luôn là thử thách đối với các diễn viên, và mỗi ngôi sao lại có một phương pháp riêng để hoàn thành cảnh quay khó khăn này. Với Anna Faris, cô lựa chọn cách sử dụng công cụ đặc biệt đó là que nước mắt có chứa tinh dầu bạc hà. Khi quệt vào dưới mắt, nó sẽ gây kích ứng và khiến người dùng khóc nức nở ngay sau đó. Eddie Murphy học theo Lý Tử Long. Xuất thân là một diễn viên hài độc thoại, Eddie Murphy tỏ ra thiếu tự tin khi được mời đóng chính bên cạnh Nick Nolte trong tác phẩm hành động 48 Hours vào năm 1982. Để giải quyết vấn đề này, anh đã học theo phong cách diễn xuất của thần tượng Lý Tử Long. Khán giả đã dễ dàng nhận thấy tài tử da màu sử dụng lối đảo mắt ở các phân đoạn căng thẳng giống hệt ngôi sao võ thuật Hoa ngữ trong 48 Hours, và các bộ phim sau này của anh cũng như thế.
Và phải công nhận là để có được những cái vai diễn hay để đời thì ngoài tài năng sẵn có, các diễn viên còn phải bỏ túi thêm những kỹ năng hay mẹo hỗ trợ. Nghe thì có vẻ là kỳ lạ, nhưng mà không ngoa khi nói đó chính là những bí kíp giúp họ có thể hoàn thành vai diễn một cách ấn tượng và xuất sắc nhất. Tiếp tục đến với một phim hay xem ngay. Hôm nay Dan Cinema sẽ review sương sương cho các bạn tác phẩm gây bão mấy tuần nay, đó là Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly. Bộ phim này đã thổi một cơn gió lạnh đến thị trường phim Hàn Quốc cuối năm, mang đến câu chuyện huyền ảo, hấp dẫn giữa người và yêu, giữa xưa và nay. Và sau hàng loạt những tác phẩm khai thác về tiểu tam hay mẹ chồng nàng dâu thì làng phim Hàn Quốc đã chính thức cho ra lò một món ăn lạ vị, mới mẻ vào thời điểm cuối năm, Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly. Nội dung phim kể về màn đụng độ giữa một bên là chàng cáo thiện xạ Ji-yeon do Lee Dong-wook thủ vai, bên khác là cô nàng Jia do Jo Bo-a thủ vai. Cuộc đời của cả hai đã giao nhau từ nhiều năm trước, lúc ba mẹ của nữ chính qua đời vì tai nạn giao thông. Còn ở hiện tại, cặp đôi quyết định lên đường để tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc lớn nhất: liệu giữa họ có tồn tại một mối liên kết vô hình kỳ diệu nào hay không? Nam chính Ji-yeon mang trên mình trọng trách diệt yêu trừ ma ở khắp mọi nơi và hy vọng tìm lại cho mình được mối tình đầu đã lưu lạc ở nơi đâu sau nhiều lần chuyển kiếp. Phim pha trộn hiệu quả giữa một bên là ma thuật giả tưởng, một bên là chuyện tình keo sơn khiến ai nấy cũng phải đồng lòng. Bộ phim này mang màu sắc lãng mạn, kết hợp với yếu tố huyền ảo, ma mị đang làm mưa làm gió không chỉ với sự hợp tác giữa hai mỹ nam Lee Dong-wook và Kim Bum. Nhờ hơi thở kỳ bí, cốt truyện úp mở kích thích đầu óc phán đoán cùng những tình tiết yêu đương đượm buồn đáng nhớ đã giúp phim thống trị rating truyền hình ở thời điểm hiện tại. Sau phim yêu tinh thì Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly chính là hình tượng huyền ảo tiếp theo mà Lee Dong-wook đảm nhận và kết quả là đã đang lại đầy ấn tượng rất lớn trong lòng của khán giả. Ji-yeon là một yêu hồ đã trải qua vài nghìn năm cuộc đời, chứng kiến hết thảy mọi sự chuyển biến vận động của thế giới. Vì thế chẳng có gì khó hiểu khi anh chàng luôn xuất hiện với gương mặt bất cần và thạo đời hơn bất kỳ ai. Ngoài ra, Ji-yeon cũng có những mảng tính cách khác nhau, rất hài hước, cũng rất đáng yêu. Anh nghiện nặng món kem sô-cô-la bạc hà, thích tận hưởng cuộc sống trong căn hộ bạc triệu và trên hết là tự luyến vô cùng. Ji-yeon có nhiệm vụ diệt yêu trừ ma là vậy, nhưng không phải bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng xuất hiện đều chịu trận 100% dưới thành gương của anh đâu nha. Có thể thấy rõ ràng, Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly đã lồng ghép tinh tế câu chuyện về tính đa dạng trong cuộc sống. Thế nhưng, ở một mặt đáng buồn hơn, ngoài kia vẫn còn không ít những con người vì cảm thấy mình khác biệt mà tách khỏi xã hội hay giấu giếm con người thật của mình vì sợ nguy hiểm. Thế giới mà tôi thuộc về chìm trong bóng tối là sự tồn tại không thể có đối với con người. Nói như một lời khẳng định rằng yêu ma không thể gắn bó trên cùng mảnh đất với nhân loại. Thế nhưng sự thật lại không phải thế, vẫn có không ít những cá thể ngoài kia đang sống ẩn dật vì sợ những kẻ thanh trừng như Ji-yeon hay Ji-rang. Cũng giống như dàn dị nhân của X-Men, Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly đang đến một sự thật rằng sự dị biệt vẫn là điều khiến chúng ta chùn bước và tự ti, và những yếu tố như đa dạng, khác biệt hay sống thật vẫn chưa hoàn toàn được chào đón cởi mở. Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly hiện vẫn đang phát sóng và đã dẫn dắt người xem đến một xứ sở hoàn toàn mới lạ. Tuy không phải là độc nhất, nhưng bộ phim này vẫn đủ sức để níu giữ trái tim của khán giả. Bí mật về thân phận của Ji-yeon, sự thật về tai nạn ba mẹ Jia hay câu chuyện đằng sau anh chàng Ji-rang hứa hẹn sẽ đem đến nhiều sự bất ngờ đang chờ các bạn khám phá. Sẵn đang review phim của anh Lee Dong-wook thì hãy cùng Vi đến với phần phim cũ nhưng vẫn hay và cùng tìm hiểu bộ phim Globin Yêu Tinh Nha. Đây là một bộ phim đã để lại dấu ấn khó quên của truyền hình xứ Hàn và gây bão toàn cầu. Thậm chí có thể so sánh bộ phim này ngang hàng với những bom tấn điện ảnh khác luôn đó. Ngay từ những tập đầu lên sóng thì Yêu Tinh Nhà Ta đã nhanh chóng đạt được rating là 6,322% và xô đổ kỷ lục tỷ suất lượt xem mở màn trước đó. Nhờ biên kịch vàng Kim Eun-seok làm bảo chứng mà nội dung của phim đã đánh thẳng vào thị hiếu của khán giả lúc bấy giờ, pha trộn hài hòa các yếu tố lãng mạn, huyền bí và cả hành động. Chuyện phim kể về yêu tinh Kim Shin do Gong Joo thủ vai, người đã chờ hàng ngàn năm để báo thù. Và cách duy nhất để Kim Shin được giải thoát là được người phụ nữ đời mình rút thanh đao phong ấn ra khỏi cơ thể. Một tiếp quen thuộc nhưng đã được biên kịch Kim Eun-seok chuyển tấu mới mẻ và vô cùng hấp dẫn. Tuy Yêu Tinh có cái kết được đánh giá là bi thảm nhất mà ảnh xứ Hàn, thế nhưng bộ phim này vẫn thuyết phục được khán giả bởi diễn biến phim hết sức hợp lý và logic. Đây là một điều rất khó để thực hiện với những tác phẩm thuộc về thể loại truyền kỳ và huyền ảo. Nhưng vì tài năng của mình, biên kịch vàng Kim Eun-seok đã khiến khán giả phải ngậm ngùi ấm ức vì chẳng thể tìm ra một cái kết hợp lý và đáng nhớ hơn nữa. Đây chính là cách mà Yêu Tinh đã ám lấy tâm trí người xem suốt cả một thời gian dài, kể cả khi tác phẩm đã đi đến hồi kết.
và những câu thoại trong yêu tinh luôn thấm đậm chất chữ tình. Bộ phim không chỉ gom góp những triết lý nhân sinh, tình yêu được biên kịch Kim Eun-suk đúc kết từ cuộc sống, mà còn là những vần thơ được chấp bút bởi tác giả Kim Eun-suk. Chúng khiến chúng ta phải nhoẻn miệng cười, phải rơi nước mắt, phải thổn thức và phải nghiền ngẫm. Và cũng chính những lời thoại đẹp đẽ ấy đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong tâm trí của khán giả, trở thành lý do thu hút và níu giữ người xem đến tận tập cuối cùng của yêu tinh. Trong khi Gong Ju thể hiện xuất sắc hình tượng một yêu tinh già đời và đầy suy ngẫm nhưng cũng rất là trẻ con trong tình yêu, thì Kim Go In lại thể hiện rất tốt là một cô gái ngây thơ, vui tươi và giàu tình thương. Màn tương tác giữa cặp đôi chú cháu này cũng tốt đến nỗi nhiều tin đồn phim giả tình thật đã nổ ra. Như vậy mới thấy được Kim Go In và Gong Ju đã dẫn dắt bộ phim tốt đến mức nào. Những thước phim trong yêu tinh thực sự đã khiến khán giả vô cùng choáng ngợp bởi độ xịn mịn đẳng cấp, đẹp đến mức nao lòng ở từng chi tiết. Kỹ xảo được dàn dựng công phu, mượt mà, góc quay canh chỉnh đẹp mắt, màu sắc đậm chất huyền ảo. Goblin thực sự đã mang đến cho khán giả màn ảnh nhỏ những khung ảnh đạt chất lượng điện ảnh. Bên cạnh đó, các bài hát trong phim vẫn liên tục chiếm đóng những vị trí cao nhất của bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc xuyên suốt thời gian mà yêu tinh lên sóng, lẫn nhiều tháng sau này khi bộ phim đã kết thúc. Và sau khi tìm hiểu của hai bộ phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly và Yêu Tinh thì nhiều bạn cũng rất ấn tượng với nhan sắc của tài tử Lee Dong-wook đúng không nào? Nhưng mà khác với những gì xuất hiện trên phim, Lee Dong-wook có chuyện tình duyên lẫn sự nghiệp lận đận. Bây giờ hãy đến với chân dung diễn viên để tìm hiểu về cuộc đời thăng trầm của anh chàng diễn viên này nhé. Tuy Lee Dong-wook đã bước sang tuổi 39 nhưng nhan sắc của anh thì lại ngày càng thăng hạng. Từng đường nét trên khuôn mặt của anh đã khiến khán giả phải liêu xiêu, từ chiếc mũi cao, đôi mắt biết nói cho đến làn da trắng như em bé của Lee Dong-wook. Tổng hòa là tất cả đã tạo nên nhan sắc đẹp như tượng tạc của Mỹ Nam màn ảnh này. Trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Dong-wook, sự thành công của Cô Em Họ Bất Đắc Dĩ đã đưa tên tuổi của anh lên hàng ngũ diễn viên nam hạng A. Sau Cô Em Họ Bất Đắc Dĩ, Lee Dong-wook tiếp tục thử sức bản thân với những loại phim khác nhau. Anh vào vai một anh chàng trẻ đầy tham vọng trong phim La Dolvita, Đời Vẫn Đẹp Sao. Tiếp đó, Lee Dong-wook còn tham gia vào hai tác phẩm The Partner vào năm 2009 và Scene of a Woman vào năm 2011. Mặc dù cả hai bộ phim đều gây tiếng vang bởi dàn diễn viên nổi tiếng, tuy nhiên phim không nhận được đánh giá cao từ phía của khán giả. Vào năm 2015, Lee Dong-wook xuất hiện trong bộ phim gum cùng người đẹp Jung Ri-won. Vai diễn đã gây được nhiều sự chú ý trên trường phim quốc tế và từ đó đã chứng tỏ được sự thích hợp của nam diễn viên trong những vai hài lãng mạn hơn là các tác phẩm tình cảm bi lụy. Vào năm 2016, Lee Dong-wook bắt đầu tỏa sáng với vai diễn Won Yo, tức thần chết trong phim Yêu Tinh. Thế nhưng ít ai biết được rằng vai diễn này không phải được biên kịch Donnie đóng giày cho Lee Dong-wook. Nghe tin phim Goblin đang cần năm thứ trong vai thần chết, Lee Dong-wook đã chủ động liên hệ với Kim Eun-suk để ngỏ ý được đóng vai thần chết nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Thế nhưng Lee Dong-wook vẫn không nản chí, anh dành nhiều thời gian để nghiên cứu tính cách và những sự tiết nhỏ nhất của nhân vật. Sau cùng thì nỗ lực của nam diễn viên đã lay động được ekip làm phim, kết quả thì vô cùng mỹ mãn. Yêu Tinh đã tạo được cơn sốt khủng khiếp với nhiều kỷ lục rating khó tin, còn vai thần chết của Lee Dong-wook được yêu thích không kém Yêu Tinh Gong Ju. Trong suốt 16 năm diễn xuất của mình, Lee Dong-wook đã có cơ hội hợp tác với nhiều minh tinh xinh đẹp như Jessica, Kim Upbin, v.v. Nhưng anh chàng vẫn không có chuyện phim giả tình thật với ai cả. Và dù những cái tên kể trên đều nằm trong danh sách bạn gái tin đồn của Lee Dong-wook, thế nhưng mọi thứ đã dần lắng xuống cho anh chàng không hề xác nhận bất kỳ mối quan hệ trên mức bạn bè hay với nhân vật nào kể trên. Lee Dong-wook khá kinh tiếng trong chuyện đời tư, chính vì thế những mối quan hệ xung quanh nam tài tử càng khiến người hâm mộ tò mò. Vào năm 2018, Lee Dong-wook khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi công khai chuyện tình với nữ diễn viên, ca sĩ của thành viên nhóm nhạc Miss A, Bae Suzy. Cứ ngỡ rằng chuyện tình này sẽ được dài lâu thì hai người đã bất ngờ chia tay chỉ sau 4 tháng. Và lý do mà người trong cuộc đưa ra là vì lịch trình dày đặc và bận rộn nên không có thời gian để vun đắp cho chuyện tình cảm. Vậy là Lee Dong-wook lại quay trở về với chuỗi ngày độc thân và hy vọng rằng nam diễn viên sẽ ngày càng phát triển trong sự nghiệp tương lai và có được những vai diễn thực sự đủ tầm với tên tuổi của mình, cũng như chuyện tình duyên cũng sẽ khởi sắc hơn trong tương lai của mình nhé. Và đến đây thì Dan Cinema xin phép được kết lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Dan nhé.